Tin tức đáng chú ý ngày hôm nay được mang tới bạn bởi kênh YouTube Báo Việt Nam Net. Sau đây là những nội dung chính. Bão số 4 giật cấp 16 liên tục nhiều giờ qua, miền Bắc đang mưa lớn. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 7 giờ sáng nay, mùng 7 tháng 10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,1 độ vĩ Bắc, 115,4 độ Kinh Đông, cách Hồng Kông, Trung Quốc khoảng 180 km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13, 134 đến 149 km/h, giật cấp 16, di chuyển chậm theo hướng tây với tốc độ khoảng 5 km/h, với cường độ này, từ 16 giờ chiều qua, mùng 6 tháng 10, bão Núi liên tục có sức gió mạnh cấp 13, giật cấp 16 trên biển Đông. Do ảnh hưởng của bão số 4, vùng biển phía bắc của khu vực Bắc biển Đông có gió mạnh cấp 7 đến 10, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 11 đến 13, giật cấp 16, biển động dữ dội, sóng cao 2 đến 4 m, tiêm vùng biển phía bắc 4 đến 6 m, vùng gần tâm bão 7 đến 9 m toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên khu vực này đều chịu tác động của gió bão mạnh. Trong 24 giờ tới, bão vẫn di chuyển chậm 5 km trên giờ theo hướng Tây. Lúc này, vị trí tâm bão ở cách Hồng Kông, Trung Quốc khoảng 140 km về phía Nam với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão còn cấp 12, giật cấp 15, 48 giờ tiếp theo. Vị trí tâm bão cách Hồng Kông, Trung Quốc khoảng 230 km về phía Tây Nam, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 đến 10, giật cấp 13, di chuyển chậm theo hướng Tây Tây Nam khoảng 5 km trên giờ và suy yếu dần. Đến 7 giờ ngày 10 tháng 10, vị trí tâm bão trên vùng ven biển phía đông của bán đảo Lôi Châu, Trung Quốc, sức gió mạnh nhất lúc này giảm còn cấp 8, giật cấp 10, di chuyển hướng Tây Tây Nam, khoảng 10 km trên giờ và tiếp tục suy yếu. Từ 72 đến 96 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 10 km, suy yếu thành áp thấp nhiệt đới sau thành một vùng áp thấp. Trên đất liền, không khí lạnh tràn về nên đêm qua và sáng sớm nay, ở khu vực vùng núi và trung du bắc bộ đã có mưa rào và rông, cục bộ có mưa to đến rất to, lượng mưa tính từ 19 giờ ngày mùng 6 tháng 10 đến 8 giờ sáng nay có nơi trên 120 mm như Tân Đồng, Yên Bái 197.2 mm, Quản Bạ, Hà Giang 124.8 mm, Cùng Đức, Tuyên Quang 187 mm, Ninh Tường, Thái Nguyên 140.6 mm, Thanh Ba, Phú Thọ 144 mm. Trong hôm nay, thời tiết ở khu vực Bắc Bộ tiếp tục có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa từ 20 đến 40 mm, có nơi trên 80 mm. Chiều và đêm nay, từ Thanh Hóa đến Quảng Bình có mưa vừa và rông, cục bộ có mưa to với lượng mưa phổ biến 20 đến 50 mm, có nơi trên 100 mm. Riêng thủ đô Hà Nội hôm nay nhiều mây, ngày có lúc có mưa rào và rông, đêm không mưa, gió đông bắc cấp 2 đến 3, trời chuyển mát, nhiệt độ cao nhất 32 độ C, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp và nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi, xảy ra lũ